việc cho trẻ sơ sinh uống vitamin d lúc nào để hấp thu tốt nhất không phải mẹ nào cũng biết việc uống vitamin d sai giờ và sai cách có thể khiến bé không hấp thu được vitamin d mà mẹ bổ sung cho bé ngoài ra việc uống vitamin d đúng thời gian quy định còn giúp tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng khác vì thế hãy cùng tôi tìm hiểu qua video này nhé cho trẻ sơ sinh uống vitamin d lúc nào trong ngày là tốt nhất bổ sung vitamin và khoáng chất đều cần có thời điểm nhất định nếu bổ sung vitamin và khoáng chất không đúng thời gian thì khả năng hấp thu sẽ không được cao. Ngoài ra còn có thể gây ra những tác dụng không mong muốn khác. Vì thế dù bổ sung bất kỳ vitamin hay khoáng chất nào cho bé mẹ cũng phải cho bé uống theo đúng chỉ định của bác sĩ để hấp thu được tốt nhất nhé. Bổ sung vitamin D thời điểm tốt nhất là bổ sung vào lúc 9 đến 11 giờ sáng và cho bé uống sau ăn nhé vì vitamin D giúp tăng cường hấp thu canxi vì vậy uống buổi sáng trước khi uống canxi sẽ giúp vitamin D vào cơ thể khi chúng ta sử dụng canxi thì canxi sẽ được hấp thu tốt nhất ngoài ra việc uống vitamin D sau ăn vitamin D là vitamin tan trong dầu vì vậy khi uống sau ăn cơ thể đã được bổ sung chất béo sẽ giúp vitamin D tan ra dễ dàng hấp thu vào cơ thể vitamin D là vitamin tan được trong dầu vì thế có khả năng dự trữ trong cơ thể Mẹ không nên tự ý bổ sung cho em bé nhà mình mà phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nhé. Khi nào thì nên cho trẻ sơ sinh uống vitamin D? Khi nào nên cho trẻ sơ sinh uống vitamin D là câu hỏi của nhiều mẹ. Khi bé có những biểu hiện sau mẹ nên bổ sung vitamin D cho bé ngay nhé. Bé có hệ miễn dịch kém thường xuyên bị ốm vặt. Trẻ quấy khóc và khó ngủ. Bé ngủ không sâu giấc, bé ngủ hay bị giật mình, bé bị chậm mọc răng, bé chậm biết lẫy, chậm biết bò và chậm biết đi thóp trên đỉnh đầu bé bị lõm, thóp lâu liền, bé còi xương thấp bé hơn những bé cùng tuổi, hạ canxi máu, nặng có thể gây co giật. Cho trẻ sơ sinh uống vitamin D an toàn hiệu quả nhất. Bổ sung vitamin D cho bé từ Amoma Canxi -um Kit. Ngoài vitamin D thì Amoma Canxi -um Kit còn bổ sung thêm canxi và vitamin K2. Với thành phần gồm có canxi chiết xuất từ sữa giúp bé dễ dàng hấp thu được lysin, kẽm gluconat, vitamin D3, vitamin K2 hay còn gọi là MK7. Những thành phần này có ý nghĩa như thế nào? Canxi là thành phần của xương và răng, giúp bé phát triển khung xương chắc khỏe và cao lớn. Bổ sung canxi giúp trẻ phát triển chiều cao tốt hơn. Lysin là axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp được vì vậy phải cần bổ sung từ bên ngoài vào. Lysine trong sản phẩm này là chất dẫn truyền giúp canxi có thể đi vào máu được dễ dàng hơn. Kẽm gluconat giúp trẻ nâng cao sức đề kháng. Vitamin D3 giúp canxi vận chuyển vào máu được tối đa và dễ dàng hơn. Vitamin K2 hay còn gọi là MK7 là chất dẫn truyền canxi từ máu vào trong xương. Công dụng của Amoma Canxi Umkit là Bổ sung canxi từ sữa, vitamin D3 và vitamin K2, giúp xương và răng chắc khỏe. Hỗ trợ phát triển chiều cao, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đối tượng sử dụng: Trẻ còi xương chậm lớn, trẻ đang trong giai đoạn phát triển, trẻ đang có nhu cầu bổ sung canxi. Cách sử dụng: Uống mỗi lần 10ml, ngày uống từ 2 đến 3 lần. Xé gói dùng trực tiếp hoặc đổ ra cốc và dùng sau khi ăn. Sản phẩm này có đặc điểm gì nổi bật? cung cấp canxi từ sữa, đây là loại canxi dễ dàng sử dụng, không gây cảm giác khó chịu khi uống cho bé và không gây táo bón. bổ sung thêm D3 và K2 tăng cường hấp thu canxi từ máu vào xương. có thêm lysin là một axit amin cần thiết cho cơ thể. lysin cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải cung cấp từ bên ngoài. cũng giống như vitamin D3 thì lysin cũng là một chất dẫn truyền. vì vậy bổ sung lysin ngoài tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng còn giúp tăng cường vận chuyển canxi vào máu tốt hơn được nghiên cứu và thử nghiệm kỹ càng trước khi đem đến tay người sử dụng. Vì thế mẹ có thể yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này cho em bé nhà mình. Ngoài ra, với đội ngũ bác sĩ, dược sĩ có chuyên môn cao luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các mẹ về mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm và sức khỏe của bé. Nhấc máy ngay và liên hệ với chúng tôi nhé. Tóm lại, nên chủ động bổ sung vitamin D sớm, đặc biệt là khi trẻ có những biểu hiện của việc thiếu hụt. Buổi sáng là thời điểm tốt nhất để con hấp thu canxi. Bên cạnh việc tắm nắng thì cho trẻ ăn thêm các thực phẩm chứa vitamin D và sử dụng Amoma Canxi Umkit là những lựa chọn tuyệt vời. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.